Máy xúc lật Lehman Model ZL936Q. Gầu một khối làm việc trực tiếp các bác nhé. Hiện tại thì em đang ở bãi vật liệu xây dựng của anh Hải ở Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ. Máy số tự động, hai cầu nhanh chậm. Công suất động cơ 76 kW, có turbo tăng áp. Ngoài ra thì anh Hải còn mua thêm option là bộ tháo lắp nhanh, cùng với đó là bộ càng nâng. Đây, em đang bàn giao bộ càng nâng cho anh Hải đây. Quay video đừng đọc tốt thoại nhá. Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư máy xúc lật càng nâng, gầu xúc xin liên hệ với em Linh Lê Man. Số điện thoại là 0987 357 463. Nâng của máy thì khi dùng càng nâng của máy 936Q thì nó rơi vào 2 tấn 2, 2 tấn 3, các bác các chú các anh nhé. Đạt yêu cầu là nâng pallet gạch 1.000 viên, gạch đặc cũng như gạch lỗ. Bên em là công ty cổ phần đầu tư thiết bị 595, thì phân phối máy trên toàn quốc, giao hàng toàn quốc, bảo hành dài lâu. Kho bãi của bên em thì hiện tại là nằm ở cầu vượt Phú Thụy, đường 5, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn các bác các chú các anh đã xem video.